Xin chào các anh chị. Trong video trước thì em đã review cực kỳ chi tiết về dòng máy cắt vải cầm tay đến từ nhà Yamafuji. Trong video ngày hôm nay thì em muốn review với anh chị về dòng máy cắt vải đứng. Trước hết thì em muốn giới thiệu với anh chị tất cả các dòng máy cắt vải đến từ nhà Yamafuji. Trên bàn đây thì đang có hai loại máy cắt vải là máy cắt vải đứng và máy cắt vải cầm tay. Về máy cắt vải đứng thì sẽ bao gồm 3 mã VMK2, VMK8 và VMK3. Về máy cắt vải cầm tay thì sẽ bao gồm 3 loại là tròn, liền trục và chạy pin. Về dòng máy chạy pin và liền trục thì sẽ sử dụng động cơ servo. Để các anh chị có thể biết được đặc điểm nổi bật và khả năng cắt vải của những dòng máy cầm tay đến từ nhà Yamafuji thì các anh chị hãy xem ngay video review trước đó của em nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ review về dòng máy cắt vải đứng và dòng máy cắt vải đầu bàn từ nhà Yamafuji để cho các anh chị biết được là dòng máy thì có đặc điểm nổi bật là gì, khả năng cắt vải như nào, có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Các anh chị hãy đón chờ ngay video nhé. Toàn bộ trên thân máy cắt vải đứng thì đều được InnoGo dập nổi Yamafuji và gắn tem Yamafuji để các bạn có thể phân biệt được sản phẩm chính hãng so với những sản phẩm khác đang được bán trên thị trường. Máy cắt vải đầu bàn cũng được gắn tem Yamafuji. Máy cắt vải đứng Yamafuji VMK2 và VMK3 được thiết kế kiểu dáng khá là giống nhau và đều sử dụng động cơ dây đồng nguyên chất, giúp cho máy hoạt động cực kỳ bền bỉ, ổn định. Về dòng VMK2 và VMK3 thì đều có hai model là VMK2-8-10, VMK3-8-10, tương ứng với hai kích thước lưỡi dao là 8 inch và 10 inch. Hai dòng máy có điểm khác biệt về công suất. Dòng VMK2 có công suất là 800W, còn về dòng VMK3 thì có công suất lớn hơn là 1168W. Khác biệt với hai dòng máy trên thì máy cắt vải VMK8 sử dụng động cơ servo, giúp cho máy dễ dàng điều chỉnh được tốc độ cắt và vị trí cắt một cách nhanh chóng và chính xác. VMK8 được thiết kế bảng điện tử cực kỳ thông minh, giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh và quan sát cho phù hợp với nhu cầu của mình. Máy có công suất cực kỳ lớn 1600W, bởi vậy mà có khả năng cắt vải nhanh chóng với số lượng lớn. Cùng với đó, lưỡi dao vô cùng sắc bén, có khả năng chống chịu mài mòn tốt. Máy có khả năng bảo vệ khi quá tải, quá điện áp, bảo vệ quá áp và nhiệt tỏa ra, giúp đảm bảo động cơ được bền bỉ và an toàn cho người sử dụng. Các bộ phận của máy được làm từ chất liệu cao cấp, có khả năng chống mài mòn, vỏ máy cam kết độ bền lên tới 35. Và cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn về dòng máy cắt vải đầu bàn Yamafuji VMB7. Và đây chính là đầu động cơ của máy. Đây chính là hình ảnh lắp đặt máy hoàn chỉnh. Máy cắt vải đầu bàn Yamafuji VMB7 sử dụng động cơ servo, giúp cho máy dễ dàng điều chỉnh được vị trí và tốc độ cắt nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt là phần lưỡi cắt vô cùng sắc bén, cắt vải nhanh chóng, đường cắt đẹp. Đây là bảng điện tử của máy để các bạn có thể điều chỉnh được cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Máy có công suất là 200W và dòng máy sử dụng nguồn điện là một pha 220V. Máy cắt vải đầu bàn Yamafuji VMV7 là dòng máy bán tự động, bởi vậy mà máy dễ dàng điều khiển, cắt cực kỳ nhanh và ngọt. Chỉ cần đẩy nhẹ là máy sẽ đi theo đường dây và cắt vải cực kỳ nhanh chóng. Và ngay bây giờ thì chuyên viên kỹ thuật Hải Minh sẽ tiến hành test những chiếc máy này để xem khả năng cắt như thế nào và cắt được những loại vải gì nhé. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Máy cắt vải Yamafuji có thể cắt được đa dạng các loại vải như là vải lụa, bông lanh, vải dệt kim, da tổng hợp, thảm, da chải giường, nhựa dẻo. Khi mua máy cắt vải đến từ nhà Yamafuji thì các bạn sẽ được hưởng những chính sách vô cùng hấp dẫn, đó chính là một đổi một trong vòng 5 đến 7 ngày nếu như phát hiện ra sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, bảo hành lên đến 12 tháng bảo trì trọn đời. Trong quá trình bảo hành sẽ được hỗ trợ mượn máy để không làm gián đoạn đến công việc. Và đặc biệt là cung cấp toàn bộ những phụ kiện chính hãng để thay thế. Có đến 8 hệ thống bán hàng và bảo hành giải từ Bắc vào Nam để có thể phục vụ quý khách hàng một cách tận tình và chu đáo nhất. Nếu các bạn thấy một trong những dòng máy đang có ở trên bàn đây phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì hãy liên hệ ngay với siêu thị Hải Minh, nhà phân phối độc quyền của Yamafuji tại Việt Nam để được nghe tư vấn cũng như đặt hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.